Xin chào các bạn, mình đang ở Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang. Đây là cầu Vĩnh Chánh. Qua cầu Vĩnh Chánh thì chúng ta sẽ bắt gặp đền thần Vĩnh Chánh nằm bên cạnh con kênh. Ở đây giống như là một cái ngã ba kênh. Phía trước đình thì có một cái nơi để người ta ngồi nghỉ chân, nghỉ mát. Đây là đối diện đình, đình Vĩnh Chánh. Đình Vĩnh Chánh. Bên cạnh đình là chùa Phước Ân. Quang cảnh xung quanh rất là hữu tình. Và thời điểm bây giờ là tháng 8 năm 2022. Chùa Phước Ân thuộc xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, cách thành phố Long Xuyên khoảng 8 km. Trước chùa là một dòng kênh hiền hòa. Đây là mùa nước đổ cho nên nước nó không có trong. Rồi quay cho cả nhà xem một ít để biết quang cảnh một chút ở Phú Hòa